Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khôi phục toàn bộ cái danh bạ bị xóa ở trên hệ điều hành Android. Những cái smartphone sử dụng chạy hệ điều hành Android thì có thể thực hiện theo cách làm của mình. Trước hết để mà khôi phục được thì các bạn cần phải đồng bộ hóa trước đã. Sử dụng một thời gian thì các bạn nên đồng bộ hóa cái tập tin ở trên điện thoại để tiện cho việc khôi phục khi mà chúng ta lỡ xóa đi. Để lấy lại được danh bạ bị mất ở trên hệ điều hành Android thì các bạn cần phải đồng bộ liên hệ với tài khoản Google ở trên máy. Đây chính là cái tài khoản Gmail mà chúng ta dùng để tải game hay là các cái ứng dụng. Để thực hiện việc đồng bộ danh bạ thì các bạn sẽ thực hiện bước 1 là vào cái cài đặt trên điện thoại, chọn mục tài khoản. Bước 2, các bạn sẽ chọn tài khoản muốn đồng bộ và chọn đồng bộ hóa tài khoản. Bước 3, các bạn tìm đến mục danh bạ và bật lên. Đấy. Khi mà chúng ta đồng bộ danh bạ một thời gian rồi, chúng ta đã xóa đi những cái số điện thoại rồi thì chúng ta mới có thể khôi phục lại được. Thì cách khôi phục các bạn sẽ thực hiện bước 1, mở cái ứng dụng danh bạ trên Android và biểu tượng ba gạch ở góc trái của màn hình. Tiếp đó các bạn sẽ chọn mục cài đặt. Sau cùng các bạn sẽ chọn khôi phục, chọn tài khoản đã đồng bộ danh bạ ở bước trên và đợi cho quá trình hoàn tất. Cái quá trình hoàn tất diễn ra nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào cái lượng số điện thoại, lượng danh bạ mà các bạn muốn khôi phục lại nhiều hay ít. Chắc là nó chỉ diễn ra trong vòng vài phút mà thôi. Đôi khi thì các bạn sẽ cần xuất danh bạ thành tập tin để nhập danh bạ cho điện thoại khác. Các bước làm như sau. Bước 1, các bạn sẽ mở cái ứng dụng danh bạ trên điện thoại Android và chọn vào biểu tượng ba gạch ở trên góc màn hình. Bước 2, các bạn sẽ chọn mục cài đặt và mục xuất. Tiếp đó các bạn chọn thư mục mà bạn muốn lưu và chọn lưu. Để nhập lại cái danh bạ từ tập tin bạn vừa tạo ra ở trên thì các bạn thực hiện mở cái ứng dụng danh bạ trên điện thoại Android, chọn biểu tượng ba gạch trên góc trái màn hình. Bước 2, các bạn sẽ chọn mục cài đặt và mục nhập. Các bạn sẽ chọn vào tệp.vcf và tìm đến tập tin có đuôi .vcf mà bạn đã lưu ở trên. Chỉ với vài bước đơn giản như vậy thì các bạn có thể khôi phục lại được danh bạ khi mà chúng ta xóa danh bạ đi. Chúng ta muốn tìm lại một số điện thoại thì chúng ta có thể khôi phục như cái hướng dẫn của mình. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.